Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiếm tiền với đọc báo 24 giờ. Một ứng dụng đang rất là hot kiếm tiền MMO hiện nay. Nhưng thay vì là người ta kiếm tiền đó thì mình sẽ làm cách auto tự động hoàn toàn. Vậy mình sẽ làm thế nào? Mình giới thiệu chưa? Cái này đầu tiên các bạn tải về ở đây. Các bạn ấn báo 24 giờ. Đây các bạn tải ứng dụng nhé, mình tải sẵn cho nó mất thời gian. Sau khi các bạn tải xong thì các bạn điền các thông tin cần thiết, sau đó các bạn nhập mã mời là 24 EU5 ở đây để các bạn có thể được nhận được 30.000 và mình có thể nhận được 16.000 khi mời bạn bè và hai chúng ta đều có lợi. Đây là ứng dụng khi tìm, đây là khi đọc. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn có thể auto đọc. Các bạn vào đây, các bạn vào auto click. Đây, các bạn vào cái đầu tiên này nha, auto click tự tự động bấm. Đây, rồi các bạn tải về. Sau khi các bạn tải về thì nó sẽ có dạng như này. Đây, auto click thì nó sẽ có một cái bắt các bạn phải cho phép. Các bạn ấn đồng ý ra xong. Ok. Các bạn vào đây xem nó có gì. Đây. Thì các bạn ấn vào bật. Các bạn ấn vào cấu hình mới. Đây sẽ các bạn sẽ có một cái này dấu tam giác này, cộng trừ dấu cài đặt, dấu bốn mũi tên nhọn. Bây giờ các bạn sẽ vào báo 24 giờ. Đây. Các bạn vào một bài báo bất kỳ, ví dụ mày này đi. Thì nó sẽ có dạng này, khi nào đọc xong thì nó sẽ quay hết cái vòng tròn này và mình ấn được nhận tiền. Vậy thì mình để cho auto thì mình làm thế nào? Đầu tiên mình phải cho nó tự bấm vào cái nút này trước, nếu là dấu cộng này này, dấu cộng màu xanh này, cộng này. Đây các bạn nhìn thấy số 1 chưa? Mình di nó vào một cái bài đây, mình sẽ cho vào bài đầu tiên. Coi như nó tự ấn cho mình. Bước thứ hai, sau khi coi như nó ấn cho mình thì mình ấn vào bài báo. Bước thứ hai mình cứ kéo lên kéo xuống, mình giữ phím cộng nha. Giữ phím cộng này đó, thì bước thứ hai kéo xuống từ dưới lên. Đây bước thứ hai kéo này dài ra. Bước thứ ba cũng như vậy. Bốn cái ok chưa, bốn cái sau đó, sau khi nó lướt lên lướt lên lướt lên thì mình sẽ phải lướt xuống để nó tự đọc xem. Cộng thêm đây, thứ năm, cái thứ sáu, cái thứ bảy. Ok. Cái thứ bảy, bây giờ mình sẽ cài thời gian cho từng cái. Mình ấn vào cái thứ nhất. Thời gian trễ thì mình sẽ tầm để khoảng tầm 1 giây. 1 và để giây. Ok. Cái thứ hai. Cái thứ hai và cũng như cái các bình thường thì mình sẽ để tầm khoảng 3 giây, 3 và chỗ này là giây. Chỗ này mình sẽ để khoảng 600. Để nhiều, nếu như mạng lag thì các bạn có thể để nó nhiều hơn, nhưng mình thường để như này. Ok, cái thứ ba cũng tương tự như vậy. Bảy cái các bạn đều làm giống như vậy.
Sau khi 7 cái chị đọc xong thì nó sẽ có cái vòng tròn như này. Mình sẽ cần mở ấn cái nút vòng tròn, mình chỉ ấn dấu cộng này thôi. Nút thứ 8 sẽ ở ngay vòng tròn này. Ok chưa? Bây giờ mình sẽ cho nó tự cho nó đọc để nó tạo thành sau khi vòng tròn sẽ tạo như nào. Hướng dẫn các bạn luôn. Đây. Đây vòng tròn tạo xong rồi. Bây giờ mình sẽ ấn vào nhận. Đây nó sẽ có cái khoảng trống như này thì mình sẽ ấn vào dấu x. Để ấn vào dấu x thì mình thêm một dấu cộng vào nữa. Có cái 9 ngay dấu x ấy luôn. Được chưa? Giờ mình sẽ ấn vào dấu x. Các bạn lưu ý nha, nếu nếu mà nó không có quảng, nó không có cái màn hình quảng cáo này, nó sẽ chỉ có nhỏ nhỏ thôi. Nên các bạn sẽ thêm cái số 10 vào đây, ở ngay dưới chỗ này thôi, khoảng chỗ này. Theo mình là như vậy. Nếu tùy màn hình các bạn to nhỏ thì mình các bạn sẽ sửa theo. Để nếu không có màn hình nó sẽ bé bé này thôi, dấu x nó sẽ chui xuống dưới này. Rồi, có bây giờ mình ấn vào dấu x. Rồi, các bạn sẽ ấn vào ngay chỗ quay lại nha. Nút thứ 11, ngay chỗ quay lại. Đó, để nó quay lại, để quay lại cái màn hình chính ấy. Rồi bây giờ các bạn sẽ cài đặt cho cái này, cài cho số 9. Mình sẽ để khoảng 1 giây. Cái số 8 mình sẽ để khoảng 2 giây vì nó có thể bị lag cái vòng tròn nó quay ấy. Cái số 10 cũng chỉ để 1 giây thôi. Số 11 một giây thôi. Okay. Bây giờ mình quay lại. Sau khi quay lại thì mình sẽ cần một cái để nó load xuống như này. Thì mình sẽ làm cái 12. Giữ cái 12. Mình sẽ cài cho nó, cài sơ cho nó, và dàn chế khoảng 2 giây. Ở chỗ này khoảng 400. Ok. Và coi như đã xong. Bây giờ các bạn sẽ lưu nó lại, lưu cái cấu hình lại. Các bạn lưu ở tên cấu hình, cấu hình auto đọc báo chẳng hạn. Đó, các bạn ok. Các bạn ấn view. Rồi, bây giờ mình sẽ test cho các bạn. Đó, nó tự kéo lên. Đấy. Ok đây, đấy, ấn số 9. Số 10, 11 quay lại, kéo xuống, loát lại, lại đọc tiếp. Đó, ok chưa? Các bạn đã hiểu chưa? Đấy, đây là cách để auto đọc báo cho các bạn. Các bạn chỉ cần cắm máy để đấy thôi, nó tự đọc báo cho các bạn rồi. Ok, mình sẽ copy. Ấn số X thì cắt nha. Đó, lần sau các bạn vào thì các bạn chỉ bảo, chỉ cần vào auto click này. Các bạn ấn quản lý cấu hình, rồi các bạn ấn auto lọc ảo, các bạn lựa. Đấy, như này nó tự xuất hiện. Các bạn cho bình thường.
Sau khi các bạn đọc được một khoản tiền nào đó thì các bạn có thể rút cái khoản tiền này ra. Đây, hiện tại mình có 387 xu, khoảng 38.000. Mình ấn đổi thưởng. Các bạn sẽ thường thì mình sẽ cho về quà tặng, thẻ cào hoặc là tiền ảo. Nhưng mình không hay chơi tiền ảo lắm, mình cho về thẻ cào. Thì có các loại này 10, 50. Thì theo mình biết thì thẻ 10.000 và 50.000 nó chỉ rút một lần, nên là mình sẽ thường để 100.000 rút cho một lần cho nó nhanh, nó không bị giới hạn. Có các loại như này. Okay. Thì trên đây là cái video mình hướng dẫn các bạn để auto đọc báo kiếm tiền với ứng dụng đọc báo 24 giờ. Thì mong rằng các bạn có thể dựa vào đây để có thể kiếm tiền cho mình. Và các bạn có thể, nếu các bạn thấy cái này hay thì các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách là nhập mã mời cho mình, đó là 24IU5 khi các bạn đăng ký. Trên đây là cả video của mình hướng dẫn các bạn về auto đọc báo kiếm tiền. Cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn có thể chia sẻ video này cho những người bạn đang có mong muốn kiếm tiền online. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những cái ứng dụng kiếm tiền khác tiếp theo.